Chào mừng các bạn trở lại với khóa học lập trình Gen Framework tại Trung tâm Đào tạo Tin học Khoa Phạm. Bài học trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về hai input trong HTML5, đó là color và day. Ngoài ra thì mình có thể demo thêm ở đây một input nữa, đó là range. Ở đây mình sẽ tạo bằng $sys. Sau đó thì mình cũng gọi tới phương thức add và truyền vào đây một mảng tương tự như cách thực hiện ở đây. Bạn sẽ phải khai báo tên cho input này, mình sẽ đặt là myrange. Rồi khai báo file ha. Trong HTML5 thì cung cấp cho các bạn file, đó chính là range. Rồi mình sẽ setup một số tùy chọn cho input này là attribute. Thì range này bạn có thể setup giá trị min và giá trị max tương tự như ở input là number. Ở đây mình setup giá trị min ví dụ như là 5 chẳng hạn. Rồi mình set up một giá trị max, tức là cho phép người dùng chọn trong khoảng min max này. Mình set up ví dụ như là 20 chẳng hạn. Rồi nếu mà bạn muốn thanh chọn của bạn select ở một vị trí nào đó thì bạn có thể set up ở đây là một value. Ở đây mình set up value ở nằm trong khoảng là 15 chẳng hạn, thì nó sẽ nghiêng về phía bên 20 nhiều hơn. Như vậy thì mình đã set up được các attribute. Ngoài ra thì ở đây bạn cũng có thể set up một class. Ở đây mình set up class này là form control của Bootstrap luôn ha. Rồi bạn set up ở đây cũng có thể là ID và mình cho nó mang một giá trị là myrange chẳng hạn. Rồi bạn cũng có thể set up attribute. Bạn cũng có thể set up ở đây là label, thì mình sẽ dùng là option để khai báo. Ở đây mình set up label. Ví dụ như ở đây mình sẽ up cho người dùng là chọn một giá trị nào đó. Rồi, để set up class hoặc ID cho label này thì các bạn dùng là label attribute. Rồi ở đây mình sẽ set up bao gồm là ví dụ như ID ha. Nó sẽ mang ID tương tự như ID của input là myrange. Rồi mình set up cho class. Và class này mình đặt là control label. Như vậy là mình đã set up xong một input nữa là range. Thì bạn có thể là hiển thị range này ra, mình dùng $range chẳng hạn, chính bằng $form. Cho tới phương thức ở đây là get và truyền vào đây input của mình chính là myrange. Sau đó thì mình sẽ equal range này ha. Ở đây mình sẽ dùng là mình sẽ chạy thử đối với giao diện này. Refresh nào. Kéo xuống dưới thì bạn thấy là ở đây chúng ta nhận được một thanh trượt để chúng ta có thể chọn được giá trị. Bạn thấy là mình set up từ 5 đến 20 thì giá trị mặc định mình là 15 thì nó ở thanh công cụ là lệch qua phía bên 20 hơn. Ở đây ví dụ như bạn không set up value thì ở đây mình sẽ tạm thời không set up value. Vậy thì mình sẽ refresh. Bạn thấy thì nếu bạn không set up value, thanh chọn của bạn nó sẽ nằm ở giữa chứ không phải là lệch qua một phía như thế này ha. Như vậy là mình đã set up được một input là range rồi. Ngoài ra thì ở đây mình có thể set up một số button. Mình để button thứ nhất là button reset ha. Rồi, ở đây mình cũng dùng $sys và chọn tới phương thức add. Khai báo đầu tiên là name. Rồi, mình sẽ đặt tên cho button này là btn reset chẳng hạn. Thì btn reset nó sẽ giúp cho các bạn là reset lại form về mặc định những giá trị ban đầu. Ở đây mình khai báo try và nó sẽ nhận là button. Mình khai báo một số attribute. Rồi, ở đây mình sẽ chọn một class. Thì Bootstrap 3 sẽ cung cấp cho bạn một số class của button. Ví dụ như btn, mình sẽ up btn ở đây là primary chẳng hạn ha. Rồi, đối với button này thì mình chỉ cần set up class. Rồi, bên trong thì bạn muốn xuất hiện một tag để biết là button này là reset. Vậy thì ở đây mình sẽ dùng khóa là option. Và nó sẽ là label. Ở đây mình sẽ để là reset chẳng hạn. Như vậy thì mình thêm được một button reset. Mình sẽ hiển thị button này ra hơn. Đó là btn.
reset chẳng hạn. Chính bạn đô la form và mình trỏ tới phương thức get. Bên form mình đã đặt là btn reset, do đó thì mình truyền vào đây là btn reset. Sau đó thì mình sẽ hiển thị btn này ra. Rồi ở đây mình sẽ đổi ở đây là btn reset. Mình sẽ thử refresh lại nào. Bây giờ mình sẽ nhập một thông tin nào đó, ví dụ như ở đây mình chọn một ngày sinh rồi mình nhập giá trị ha. Mình nhấn vào reset. Sorry các bạn, thì ở đây mình sẽ kiểm tra lại tại sao nó chưa reset về form lại cho chúng ta ha. Đi vào form element. Ở đây mình khai báo file là bất tình. À rồi, ở đây đối với attribute này thì bạn cần phải khai báo một file nữa. Và bạn cần khai báo ở đây đó chính là reset. Mình sẽ thử refresh và kiểm tra lại ha. Rồi mình nhập một thông tin nào đó. Mình nhấn button reset. Thì bạn thấy là sau khi mình nhấn button reset thì ngày sinh và giá trị của bạn nó đã đi về giá trị ban đầu. Ví dụ ở đây mình cũng có thể chọn một tệp. Rồi chọn không remember me ha. Chọn bơi lội với bóng đá mà không có bóng chuyền. Mình chọn một mã màu nào đó, ví dụ như màu xanh này. Rồi nhập một nội dung iOS và Node.js. Rồi một ngày tháng nào đó, một giá trị, mình nhấn button reset. Thì bạn thấy là sau khi mình nhấn reset thì tất cả form của chúng ta đã đưa về giá trị mặc định ban đầu, giống như là chúng ta mới refresh giao diện. Vậy là mình đã setup thành công đối với button reset. Bạn cũng có thể setup một button tương tự để giúp người dùng là gửi thông tin đi. Thì đó là button submit, thì mình sẽ chú thích ở đây và copy tương tự như đoạn ở trên ha. Ở đây mình sẽ đặt là btn submit. Rồi type ở đây là submit ha các bạn. Nếu là submit thì ở đây các bạn không cần phải khai báo type như thế này nữa. Mình sẽ đặt class này là btn success. Rồi label thì mình sẽ để là send. Rồi hiển thị button này ra nè. Mình copy đối với nội dung ở đây, đổi lại tên ha, là submit. Giờ đây mình đã tạo ra một button submit, do đó thì trên này các bạn cũng sẽ tạo ra một button submit lấy từ element của mình. Refresh nè. Button của mình nếu mà ở đây là submit thì các bạn để value send nó sẽ hiển thị bên ngoài ha. Vậy thì các bạn cần để value bên trong đối với button này. Rồi vậy thì bạn cần chỉnh sửa như sau. Ở đây bạn phải là đưa label này không phải nằm ở đây ha, mà mình sẽ set up attribute là value. Bạn xóa đi đối với là option này. Ở đây mình dùng value và nó sẽ nhận giá trị đó chính là send chẳng hạn. Rồi mình sẽ thử refresh nào. Thì bạn thấy là sau khi mình đưa value là send vào trong button này thì chữ send nó đã được đi vào trong giống như là button reset. Thì bạn cần chú ý đối với button reset và button submit. Nếu là button reset thì bạn cần phải khai báo type trong attribute. Và button submit thì value bạn phải để bên trong attribute chứ không phải là label giống như là button này. Rồi để test thì mình sẽ nhập một thông tin nào đó. Ví dụ mình nhập một họ tên. Rồi mình chọn một độ tuổi nào đó ha. 25 chẳng hạn. Rồi mình nhập một email bất kỳ, ví dụ như hoa@gmail.com chẳng hạn ha. Rồi một mật khẩu. Giới tính thì mình chọn một giá trị. Nội dung. Rồi ở đây mình sẽ chọn một ngày tháng nào đó luôn ha. Rồi bạn nhắn button send. Thì hiện tại là mình chưa xử lý đối với button send. Thì form của mình đang gửi theo method là post, do đó nó sẽ thực hiện là load lại trang này ha. Mình sẽ thử nhắn button send nào. Thì bạn thấy là sau khi mình nhắn button send thì form của chúng ta đã reload. Vậy thì về việc nhận data mình sẽ thực hiện ở bài học tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.